Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương hiện đang làm việc với NLC Quy, 25 tuổi, quê ở Thừa Thiên Quế, để làm rõ việc người này định chăm lửa đốt một cơ sở mầm non trên địa bàn. Sáng nay, Quy mang theo chai xăng tới lớp mẫu giáo nhóm trẻ trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát, định chăm lửa đốt, thì các cô giáo phát hiện, đẩy Quy ra ngoài. Thời điểm trên, trong lớp có gần 50 trẻ em và bảo mẫu. Quy sau đó bị người dân khống chế giao cho lực lượng chức năng.